Ngồi chú gịch nghe. Xe gì vậy? Không lấy cái xe gì. Cái này á. À, chiếc xe tầng thường. Rồi xả xe tốt. Nay mười mấy tây ta? Nay 18 tây. Nay 18 tây. 18 tây tháng 11. Giao mấy con bò về cho cái anh này nè ở Đồng Tháp, Lê Dung. Giờ nếu vậy thì cho chiếc xe lên trước đi chú ơi. Bảy không bò anh trước. Bò anh trước. Cậu khúc rồi trước á. Sao là hồi nó dạ anh chiếc xe nó tưng dữ lắm. Thôi bảy rồi xe đi trước đâu được. Được. Thường thường thì sao không à? Ủa sao không à? Xe để sao không à? Đó, giao mấy con bò cho cái anh ở Lê Dung Tháp. 18 tháng 11. Đi đứng dậy lên về. Về Đồng Tháp đi. Nó nằm đó. Còn ba con bò này thì hồi về Mỏ Cày Nam. Ba con kia về Mỏ Cày Nam. Đó, cái ông anh này ở Đồng Tháp anh bắt mấy bò. Ở xã Tân Phước. Đồng Tháp. Ở xã Tân Phước hả? Em 11 với anh tỉnh có một số mùa biết. Huyện Lê Dung, xã Tân Phước. Đây. Đây, mấy con bò này. Đây nè, hai con này. Năm la dung đi về giờ cho qua này về tính về đại rồi, gia ông cưng cũng cho ăn đầy đủ mày mới ở xe cũng kinh luôn á. Con này thịt đe vậy khắc luôn chứ nói nữa rồi chưa mở. Con này đen. Thôi bỏ đi. Thở thổi. Biết tôi như vậy tối hồi vậy luôn. Đi nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Để theo ông chủ con. Vì ông cưng. Con quỷ này đang bận trận nè. Nó ham ăn nhất á. Lên con, đi dỗ con. Đi cái bự nha. Quá trời. Quá trời, cái đất bự mà. Để phụ anh. Rồi dẫn bự trống đi, con dặn bự trước đi. Còn con nhỏ cho đứng bìa ngoài. Cái nhỏ nó có vỏ đó. Đi. Nó đang gom á. Đi. Ê ê ê. Trời chị phụ ấy. Ê chị phụ. Chị phụ nói đi. Chị phụ nói đi. Ơi xe xe. Ôi xe vậy mà còn chạy á. Ôi chứ tiền chủ. Ôi chứ mẹ. Ngoan mà ký phủ anh. Lấy anh nói anh lấy công dây khác. Thôi anh để em đi. Để em đi. Để em đi nha. Đừng đừng ấy. Được được. Lấy cái dùng dây dài nữa đi. Ôi. Đây nè. Chết rồi sợi dây này quá trời luôn sao ấy.
Còn rút mày rút, rút dây nha. Không rút dây lên đi. Dạ. Nay 18 tháng 1 giao cho anh khách Đồng Tháp Lê Dung mấy bò. Anh chị em có mua thì yêu cầu liên hệ số điện thoại 0391 687. Đồng hành giao. Còn cái bẩn sao?